Đây bình phun nước điện nè anh em, khoảng 700 mấy, 750 ngàn một bình, một máy bơm 1 triệu một bình, hai máy bơm. Đây dòng Mitsubishi mới trong thùng mà con ơi, út xéo út thẳng đầy đủ, chưa được 10 triệu một con nữa là bảo hành 1 năm luôn. Honda 650 có 1 triệu 6 thôi, rất là rẻ. À, một số dòng máy xăng nha, nó cũng điện. Xe đi trong luôn. Đây số dòng máy xăng nha. Mình thuốc điện là chỉ có 750 ngàn mình trở lên nha bà con. Là một máy bơm, là 12V, 12A luôn. Chắc gốc đi. À. Chắc vô trong quá. Dạ. Anh Bo, Bo ơi. Bo đây. Bo rồi. Chắc nước để đâu? Đây số dòng máy xăng công suất lớn nha. 18 nữa có đề mà chỉ 4.9 đó bà con ơi. À, 18 nữa có đề 4.9. Có đề luôn nha. 18 nữa có đề 4.9. Honda của Thái Lan nhập khẩu trực tiếp luôn, bảo hành 1 năm. Út xéo 7.5 triệu, 6.5 triệu. Đây ly phân 6.5 triệu. Nghe nè. Nghe nè. Giao nè. Rồi. Chào bà con nha.